Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Quy mô thương mại của Việt Nam ngày càng lớn, lần đầu tiên vượt mức 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, đạt mức xuất siêu kỷ lục 10,87 tỷ đô la Mỹ. Dù đã đạt được những thành tích đáng tự hào, nhưng Việt Nam vẫn luôn hướng tới việc xuất khẩu theo hướng bền vững. Để duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5-10% trong giai đoạn 2020-2025, góp phần phát triển xuất khẩu bền vững, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025, góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do. Với trọng tâm cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào các nhóm ngành hàng chủ lực, gồm nhóm nông sản thực phẩm như thủy sản, trái cây, chè, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, cao su, gạo và nhóm công nghiệp chế biến như dệt may, da giày, túi sách và đồ gỗ. Mới đây, Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2020 với chủ đề Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn này không chỉ tập trung thảo luận những mục tiêu chiến lược mà còn thảo luận nhiều giải pháp có tính thực tiễn nhằm thích ứng với điều kiện kinh tế toàn cầu biến động khó lường do chiến tranh thương mại, thiên tai, dịch bệnh như hiện nay. Chia sẻ về tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, ông Ivo Sieber, đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết, trong gần 50 năm hợp tác, cộng đồng các nhà đầu tư Thụy Sĩ là một trong những nhà đầu tư lớn ở Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước vào năm 2019 đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Sĩ đã nhiều hơn nhập khẩu. Những sản phẩm Thụy Sĩ nhập khẩu từ Việt Nam là những sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế tạo như điện và điện tử hay những thiết bị viễn thông. Trong năm tới, Thụy Sĩ sẽ bắt đầu một chương trình mới hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2021-2024 trong chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Hiện nay, Thụy Sĩ có nhiều sáng kiến liên quan đến các vấn đề xuất khẩu và phát triển bền vững. Chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ SIPO do tổ chức Helvetas Thụy Sĩ triển khai tại Việt Nam và do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO tài trợ. Trong bối cảnh hiện nay thì việc mở rộng thị trường có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất trong nước cũng như thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới. Cộng đồng các nước FTA bao gồm 4 nước là Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland, Liechtenstein cũng đang đàm phán hiệp định thương mại với Việt Nam. Và khi hiệp định này được hoàn tất và ký kết sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp của khối EFTA trong việc giao thương thương mại. Và chúng tôi hy vọng cho năm 2021, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, thì hiệp định này sẽ được ký kết. Với các con số xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ trong những năm vừa qua, ngành thủy sản đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa hàng hóa của Việt Nam tới các bạn hàng trên thế giới. Không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu, mà nhiều năm qua, các doanh nghiệp ngành thủy sản đều nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ các quy định về xuất xứ hàng hóa, các điều kiện về nuôi trồng và đánh bắt của các nước nhập khẩu. Đối với ngành chúng tôi có những cái thuận lợi so với những ngành khác. Có nghĩa là không phải đến bây giờ thì chúng tôi mới xây dựng những cái tiêu chuẩn bền vững mà chúng tôi đã chuẩn bị nó khi mà Việt Nam gia nhập WTO rồi. Và chúng tôi đã đặt, cái ngành nó đã đặt những cái nền tảng gọi là xây dựng bền vững theo cái hướng mà yêu cầu của thị trường đặt ra. Do đó thì cái thời gian trải qua như vậy thì đã đủ cho các cái doanh nghiệp mà họ thấy rằng họ có đủ năng lực để mà tiếp cận thị trường. Nói như vậy không có nghĩa là cho đến khi hiệp định mới ra thì họ mới tiếp cận được, mà họ đã tiếp cận trước đó. Và cái hiệp định nó mang lại những cái thuận lợi rất là lớn cho những doanh nghiệp này. Nhưng mà ngược lại, có những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái doanh nghiệp mà họ chưa có đủ năng lực để theo đuổi những cái chứng nhận thêm thế này, thì đó là những cái thách thức. Nhưng cái thách thức đó nó sẽ thúc đẩy họ để mà phát triển theo cái hướng như vậy, và đó là cái xu hướng tất yếu. Hiện nay tại Việt Nam, SECO Thụy Sĩ đang phối hợp với một số đối tác như ILO, Helvetas Việt Nam hỗ trợ một số ngành có vị thế quan trọng cho phát triển bền vững, trong đó có ngành chế biến gỗ, thông qua các chương trình, dự án như SIPO, SCORE.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác, các yêu cầu về đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp tại nhiều thị trường xuất khẩu, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đơn hàng giảm mạnh, nhưng xuất khẩu gỗ vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với kim ngạch xuất khẩu. Trong 11 tháng của năm 2020 đạt 11,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và dự kiến sẽ đạt được 13 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Gỗ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với tỷ trọng chiếm hơn 4,26% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành gỗ Việt Nam trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ sự thông thoáng của hệ thống pháp luật trong nước cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam ký kết như CPTPP, EVFTA và hiệp định RCEP. Chúng ta biết là chúng ta đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới 5 năm và cũng hướng tới mục tiêu là xuất khẩu tăng trưởng bền vững. Thế thì bền vững ở đây nó nằm ở cái thế chủ động. Chúng ta đã có những cái thị trường truyền thống hết sức là tốt và vẫn chưa, theo tôi là vẫn chưa có khai thác hết, sẽ có những kế hoạch chủ động có tính dài hạn, chọn những cái thị trường mục tiêu, chọn những cái sản phẩm phù hợp với năng lực sản xuất, chọn những cái doanh nghiệp mà dẫn đầu, đi theo những cái hướng là chúng ta đi theo những cái hướng các cái chim đầu đàn và phát triển được đội ngũ thiết kế, và sau đó hướng đến cái đích mà 2025 đó là chúng ta có cái đích là 20 tỷ, nhưng mà 20 tỷ đó thì sẽ nằm dưới cái thương hiệu là Made in Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, nhằm góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP, thời gian tới, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tập trung vào từng nhóm hàng, thị trường cũng như cho từng giai đoạn cụ thể, tập trung xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cho sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu, quảng bá ngành hàng, sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của vùng, miền, tập trung thực hiện quảng bá sâu rộng, tối thiểu mỗi năm từ 3 đến 5 ngành hàng vào các thị trường trọng điểm. Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục xây dựng, tham gia mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế và của các nước nhằm trao đổi thông tin xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư của Việt Nam nhằm thu hút các nhà nhập khẩu, nhà đầu tư tiềm năng của các nước.